rồi cũng sẽ cử một thành viên vô cùng xuất sắc để có thể đối đầu với các bạn. Anh Bắc, đây chỉ là một cái tiếp nhận thôi mà, cái gì đâu phải sợ như vậy. Anh phải chứng minh cho người chơi thấy được cái độ an toàn thì người chơi mới dám đến đây mà thử. Anh chỉ nói cho thuận miệng thôi mà, anh đâu có ý định là thử đâu. Anh nên thử đi, anh nên thử đi. Tại vì thử thì người chơi mới cảm giác an toàn mà người ta mới dám thử thách được. Bây giờ tới anh Huy nào. Chứ còn ai nữa. Sao? Em nói rồi mà, anh cái tự tin thôi quá mà. Anh bị thoát gì đi điệp, thoát gì đi điệp. Đừng có bé cái đó, đừng có bé, đừng có xuống cái đó. Cái đó đi khám, đừng, đừng. Aquacillin, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Với vòng thi này... Tại sao lại là anh vậy? Đúng vậy, chúng tôi nhận thấy là các bạn cử ra hai thành viên vô cùng ưu tú. Cho nên là gia đình chúng tôi cũng sẽ cử một thành viên vô cùng xuất sắc để có thể đối đầu với các bạn. Anh Bắp. Gia đình có ba loại đậu. Đậu bé, đậu bự, đậu bắp. Dạ, đậu bắp. Đậu bắp. Chúng tôi cử đầu bóc ra bởi vì anh ấy có một khả năng biến hóa khôn lường trên gương mặt. Không. Và các bạn sẽ có thể rất dễ bị đánh lừa bởi người anh này của tôi. Cho nên các bạn hãy chú ý nhé. Với trò chơi này thì có một cái tên vô cùng hết sức nhẹ nhàng và đáng yêu. Đó là đứng ngồi không yên. Thì tại sao đứng ngồi không yên? Các bạn có biết là cái chớp giao thông không? Cái chớp mà mình để chớp giao thông mà nhọn như nè, ở trên mình nó chuốt nhọn quắt đó. Thì ở trên đây chúng tôi cũng sẽ có ba cái chớp giao thông như vậy. Nhưng chỉ có một cái chớp là sẽ để nhọn thật sự thôi. Còn hai cái chớp còn lại thì sẽ được chúng tôi đặt một tấm nệm lên, ngồi rất là êm ái và các bạn có thể ngồi thoải mái được. Và các bạn phải đoán xem ai là người đang ngồi trên cái chớp nhọn thật sự. Thật sự là khó khăn nha. Các bạn hãy chú ý tinh ý nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Nào anh Bắc à, anh hãy ngồi nhẹ nhàng lên chiếc chớp giao thông êm ái kia. Tại sao không phải là đầu bên kia trước, phải đầu bên này? Tại vì em luôn ưu ái cho người anh của em. Ok, đây chỉ là một cái chấp nhận thôi mà, cái gì đâu phải sợ như vậy. Cố gắng lên anh trước ơi. Thoải mái. Nào mình nhúng nhúng xíu nè. Anh nhúng rồi nè. Anh mình giơ một chân lên được không? Em điên à. Nó lúc luôn đó. Giơ tay được không? Ok, đó. Rồi, cảm ơn anh Bắp. Dạ, chỉ là một cái, anh không gì hết, anh rất thoải mái, anh ok đó. À vâng. Nào anh ngồi xuống luôn đi anh Bắc. Đâu ra luật chơi ngộ vậy? À, em mới vừa cập nhật cái luật mới của chương trình của chúng ta. Chỉ là một cái không có quy không có gì cả mọi người à. Ok anh. Rồi anh hãy giữ đấy nha. Đợi em đi qua làm là quen với các người, bạn còn lại đó. Là đợi rất là mệt luôn. Đúng rồi, đúng rồi, không sao. Ok, không sao, anh quen rồi. Đầu bắp nhà chị sẽ làm được. Rồi cả ba bạn chúng ta cùng nhúng nhẹ thôi nè. Nhúng nhẹ nè. Đúng rồi. Nghe tôi không đau với bà, đau với bà. Ở dưới là hơi đau tim quá. Anh là Manly mà chẳng lẽ nào anh ngồi dưới mấy cái cọc dăm ba cọc vậy mà anh đau được? Chính vì Manly ngồi dưới cọc nó mới đau đó. Rồi anh Trương, chương trình sẽ có một gợi ý nhẹ dành cho các bạn. Cả ba bạn ở đây sẽ cùng ngồi xuống và sẽ làm theo thử thách của các bạn. Yeah. Ủa phán đoán được rồi thì đoán luôn đi. Chưa đủ để cho các bạn đưa ra phán đoán đúng không nào? Đoán được rồi đó. Chưa. Mọi người ơi, mọi người đoán được chưa mọi chưa. Người? Em cũng chưa. Rồi, 3, 2, 1. Các bạn cùng đặt cái bàn tọa của mình lên nào. Dăm ba cái cọc này. Coi chừng nha anh Huy nha. Ba cái quỷ yêu đó mà làm khó gì được anh Bắp. Em lo cho anh lắm. Không anh, cả. Anh Huy anh lấy cái tay anh ôi chết rồi anh Huy chứ không ai á. Anh lấy cái tay anh đẩy cái cọc qua. Giơ chân lên. Giơ một chân lên xong vỗ tay cái nè. Giơ một cái chân lên thôi cũng được. Ồ khó. Coi chân. Thôi nhưng mà lỡ giơ lên cái đó nó tụt luôn sao? Nó lùi ra luôn sao? Mình búng chân được không? Búng nhẹ thôi Huy nè, búng thôi. Rồi búng nhẹ chân lên nào, rồi vỗ tay cái nha. Coi chân. Anh Huy cẩn thận nha. Sợ anh Huy lọt xuống dưới. Trời, dăm ba. Dăm ba cái chọc này ăn nhầm gì hết. Đau lắm luôn. Coi chừng tuột anh nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Phản ứng bất ngờ. Thưa quý vị, đến với chương trình Phản ứng bất ngờ thì các nghệ sĩ của chúng tôi có một điều đặc biệt là sẽ không được phản ứng lại với những tình huống và những thử thách bất ngờ mà chương trình đưa đến. Và các bạn có thấy là trên tay Sam đang có cái gì không? Đây
không phải là một đôi giày thú cưng bình thường, mà ở bên trong đây chứa một bí mật. Đó chính là chúng tôi có một cái dụng cụ làm đau để nhét vào phía trong đôi giày như thế này để làm khó người chơi. Và đôi giày này thì Sam dành một tình cảm rất là đặc biệt cho một người bạn rất thân thiết với Sam. Anh ấy sẽ là người đồng hành với Sam trong chương trình Phản ứng bất ngờ. Đó chính là MC ca sĩ Ngô Kiến Huy. Thôi thôi thôi. Hả? Ủa? Em giới thiệu anh ra mà anh ra xong đi vô vậy? Đây anh thấy nhạc dài quá. Mời anh thấy anh kia anh cầm cái cục gì anh dí dí, anh diễn nét mà lạnh lùng cool boy. Hôm nay anh bận đồ xì tích tay mà. Wow, một bộ đồ quá đẹp. Ủa, có quà cho anh hả? Em chuẩn bị một món quà dành cho anh và rất hợp với bộ đồ của anh. Ủa, thì biết sinh nhật anh mà tặng quà sớm vậy nè. Thật sự là cô biết sinh nhật anh ngày mấy nữa. Mua sẵn vậy thôi. Em có biết là giày không những để mang mà còn để mà vã vào những người bạn mà quên ngày sinh nhật của nhau hay không? Nhưng mà em bảo đảm là Sam, tại sao trong đây lại có những cái vật thể lạ như thế này? Những cái vật thể lạ như thế này là để gây lên những tình huống bất ngờ và những thử thách đau đớn dành cho người chơi. Và đây là một cái tình cảm rất chân thành em dành cho anh. Đây, thật ra thì không phải đau đớn gì đâu mọi người ơi. Mọi người nói đau đớn thì người chơi mình sẽ sợ. Đây chỉ là những cái khó khăn nho nhỏ mà thôi. Đây Huy sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó an toàn như thế nào. Ok, nào. Thiệt hả? Đúng rồi, anh phải chứng minh cho người chơi thấy được cái độ an toàn thì người chơi mới dám đến đây mà thử. Anh chỉ nói cho thuận miệng thôi mà anh đâu có ý định thử đâu. Anh nên thử đi, anh nên thử đi. Tại vì thử thì người chơi mới cảm giác an toàn mà người ta mới dám thử thách được. Đây, đây để anh cất hai đôi giày vô đây ha. Rồi anh đứng ngoài em dẫn tiếp đi, em nói chuyện tiếp đi. À, thưa quý vị và... Kể một câu chuyện vui đi Sam. Trong lúc mang giày kể câu chuyện hài hước vô. Không, anh phải ra đây mang cho người ta thấy chứ. Rồi rồi, em kể về cuộc hành trình của chú khủng long đi Sam. Thưa các bạn, ở một khu rừng nọ có một chú khủng long màu đỏ vô cùng đáng yêu. Năm nay bé khủng long được 3 tuổi. Và bé khủng long rất yêu màu hồng, thích màu tím, thích chơi bong bóng và đùa giỡn với búp bê. Bé khủng long vẫn luôn mơ mộng về một thế giới. Ủa cái gì vậy? Bé khủng long làm gì vậy? Đau. Đây chỉ là những cái khó khăn nho nhỏ mà thôi. Anh như vậy không được luôn hả? Không phải. Được nhưng mà phải từ từ để nó thích nghi với những cái khớp á. Anh sợ là một cây nhọn nhọn giọt vào một cái quyệt của anh ở dưới bàn chân. Tại lòng mình chân có nhiều quyệt lắm. Đó, tiếp đi Sam, tới lúc anh di chuyển tới đó. Thôi anh mình có thể. Thời gian chương trình có hạn á. Anh đang đi vào những cái nơi mà không có nhiều vật thể nhọn nó đang. Bé khủng long do hồi lúc nhỏ không nghe lời mẹ chạy nô đùa, thế là bé khủng long bị té gãy chân và đi cà nhắc suốt quãng đời còn lại. Quá là một câu chuyện của hậu nha mọi người. Mọi người ơi, thật ra thì Huy diễn cảm giác đau đớn như vậy thôi, nhưng mà thật sự nó rất là đau. Hồi xưa mình làm cái này mình cười người ta, cũng có ngày mình nằm trong cái lỗ này. Bây giờ massage từ người một nha, các bạn quan sát nha. Đầu tiên đó chính là Johnny. 3, 2, 1 massage nào. Mà hơi tội luôn á. Tự nhiên lúc này anh thấy tội nó quá, thôi cho nó thắng đi. Mình chưa thi mà. Tao ngồi mà Huy la dữ vậy. Không biết Huy cũng la cái gì nữa. Nó đam mê quá, làm trước nè. Bây giờ tới anh Huy nào. Chưa ai nữa. Sao? Em nói rồi mà, anh cái tự tin thôi quá mà. Anh bị thoát gì đi điệp, thoát gì đi điệp. Đừng có bé cái đó, đừng có bé, đừng có cái đó. Cái đó đi khác, đừng. Cảm giác của anh đang như thế nào thôi? Con bé này nó có tai ngủ quá. Rồi, thời gian massage cho anh Huy đã hết. Ê, có khi nào là hai quỷ lực sĩ vô cùng chỗ chúng ta? Em có cảm giác như là để
hai bạn nữ chỉ là để làm cảnh rồi đó, chứ lúc mà ra sao là nam đó anh. Mà nữ thì phải có hóc môn nam nặng lắm. Các bạn có những cái nhận định hay là phán đoán nào chưa? Coi vui nãy giờ quên coi rồi. Cái gì? Làm em lại lần cười quá. Em lo cười quá, làm lại lần nữa được không mọi người? Cậu điên à. Mình tập trung như chương trình nha anh Thiện à.